chào các anh em thân thiết của Minh Phụ Music, các bạn đang cùng anh Khách theo dõi các bước hướng dẫn cơ bản cũng như cách chọn điệu tiếng trên cây Kettleman Kabachames. Và hôm nay cây organ Kettleman này sẽ cùng với anh về nhà tại Thủ Đức. Các bạn hãy đồng hành với mình trong buổi bàn giao hôm nay nhé. Không chỉ Kabachames mà còn các model khác, các bạn sẽ được tư vấn tận tình tính năng, chức năng của từng model theo yêu cầu. Đàn sẽ được tiến hành che bằng mút xốp to ở hai bên loa, bọc kỹ lưỡng toàn bộ thân bằng lớp ni lông mềm tránh bụi bẩn rơi vào phím đàn. Đồng thời các phụ kiện kèm theo như giá nhạc, sách hướng dẫn được đặt gọn vào thùng và cố định bằng băng keo chuyên nghiệp. Để việc học nhạc được tiện lợi hơn thì anh Khách đã mua thêm ghế piano tạo cảm giác thoải mái để luyện tập hàng ngày, chân đàn U-stand dành cho organ và piano điện, và một phiếu bảo hành nhạc cụ chính hãng cùng bao đàn dày để mang đi cà phê rất tiện lợi trong lúc nhân viên đang chuẩn bị đơn K300S và có cả B25 lên đường giao tận nhà khách hàng. Thì mời các bạn khám phá thông tin ấn tượng của Kettleman K300S nhé. 61 phím đàn với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, 128 polyphony, thư viện âm thanh khổng lồ với 508 voi chất lượng cao, 10 voi nhạc cụ Việt Nam như tranh, sáo, bầu, guitar cổ và 205 style nhạc đệm, và hỗ trợ nhiều tính năng cơ bản như metronome đếm nhịp, split chia bàn phím, freeze khóa bằng tiếng khi chơi, big band giúp cho người chơi luyến lấy những bài nhạc dân ca, bolero, nhạc hoa. Đàn còn được trang bị các cổng kết nối như USB MIDI, headphone và jack cắm pedal. Khi mua K300S tại Minh Phụ Music, các bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Vậy là buổi bàn giao organ Kettleman K300S đã hoàn thành. Minh Phụ Music kết nối đam mê, mang cả thế giới âm nhạc sống động đến với bạn, chỉ với một click trên fanpage, YouTube, website. Âm thanh tuyệt vời từ những loại nhạc cụ hàng đầu sẽ đến ngay trước cửa nhà bạn. Gọi ngay 0919768606 để được tư vấn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại.